Cô chào các con. Sau một thời gian nghỉ hè và nghỉ giãn cách do đại dịch COVID, hôm nay cô và các con lại được gặp nhau thông qua những bài học trực tuyến. Trong 2 tuần đầu của năm học, các con đã được học 5 tiết về bộ môn ngữ văn 6 rất bổ ích. Ở bài 1, lắng nghe lịch sử nước mình, các con đã được học văn bản, thánh gióng. Thầy cô có cho các con bài tập về nhà, các con đã làm bài chưa? À, cô nhắc lại một chút về bài tập nhé. Bài tập số 1, em hãy kể ít nhất 3 truyền thuyết thời đại vua Hùng. Bài số 2, viết đoạn văn 5 đến 7 câu kể lại trận đánh của thánh gióng bằng lời của nhân vật. Bài số 3, em hãy tóm tắt câu chuyện thánh gióng bằng sơ đồ. 3 bài tập này các con sẽ làm vào vở bài tập nhé. Hôm nay cô sẽ đưa các con đến với thủ đô Hà Nội. Các con xem hình ảnh sau nhé. Các con có biết đây là địa danh nào nổi tiếng ở nước ta không? À, đây là danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở Hà Nội. Địa danh này gắn với tên tuổi người anh hùng Lê Lợi, xuất phát từ một truyền thuyết Sự Tích Hồ Gươm. Vậy, truyền thuyết này có những đặc sắc gì về nội dung và nghệ thuật? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu văn bản qua tiết học 6, 7, Sự Tích Hồ Gươm. Các con lắng nghe cô giảng bài. Còn phần ghi bài ở cuối video clip sẽ có các con nhé. Trước khi tìm hiểu một văn bản thì chúng ta cần có những yêu cầu cần đạt. Yêu cầu cần đạt của hôm nay cũng giống như bài thánh gióng ở tiết học trước. Các con cần nắm được các ý sau. Thứ nhất, nhận biết được một số yếu tố truyền thuyết. Thứ hai, nhận biết được nhân vật, các chi tiết tiêu biểu trong chỉnh thể của tác phẩm và tình cảm, cảm xúc của người viết thể hiện qua ngôn ngữ của văn bản. Thứ ba, tóm tắt được nội dung cơ bản của văn bản bằng sơ đồ. Và thứ tư, biết gìn giữ, phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước. Về tiến trình bài học, để đọc và hiểu tốt văn bản này, chúng ta tiếp tục đi theo các tiến trình sau. Bước 1 là khởi động. Bước 2, chuẩn bị đọc. Bước 3 là trải nghiệm cùng văn bản. Bước 4, suy ngẫm và phản hồi. Bước cuối cùng là tổng kết và củng cố. Các con thân mến, bây giờ cô và các con sẽ bước vào phần tri thức đọc hiểu. Đầu tiên, các con cùng cô giải nghĩa các từ khó ở văn bản. Các con mở sách giáo khoa trang 23 để hiểu rõ nghĩa của các từ sau. Từ thứ nhất là đô hộ. Đô hộ tức là gì? À, tức là cai trị. Từ thứ hai là tùy tòng. Tùy tòng có nghĩa là lính theo hầu bên mình. Từ thứ ba, thuận thiên. Thuận thiên tức là thuận theo ý trời. Từ tiếp theo là từ minh công. Minh công là từ xưng hô với người đàn ông có danh vị, có ý tôn kính và tin tưởng. Từ tiếp theo là từ xã tắc. Xã tắc ở đây tức là chỉ quốc gia. Các con đọc hết phần chú thích để hiểu rõ các từ này. Khi các con đọc phần chú thích, các con nhớ đọc luôn câu hỏi dự đoán và thảo luận ở trong sách giáo khoa nhé. Bây giờ, các con nghe cô đọc mẫu một đoạn trong văn bản Sự Tích Hồ Gươm. Vào thuở ấy, Giặc Minh đặt ách đô hộ ở nước Nam. Chúng coi dân ta như cỏ rác, làm nhiều điều bạo ngược, khiến cho thiên hạ căm giận chúng đến xương tủy. Bấy giờ, ở vùng Lam Sơn, nghĩa quân đã nổi dậy chống lại chúng, nhưng buổi đầu thế lực còn non yếu nên nhiều lần nghĩa quân bị thua. Thấy vậy, Đức Long Quân quyết định cho nghĩa quân mượn thanh gươm thần để họ giết giặc. Ở đây có một câu hỏi dự đoán. Em hãy đoán xem Long Quân sẽ cho nghĩa quân Lam Sơn mượn gươm thần bằng cách nào? Các con thử suy nghĩ xem, Lạc Long Quân sẽ cho nghĩa quân Lam Sơn mượn gươm thần bằng cách nào? Có khi nào sẽ chuyển thẳng đến nhà Lê Lợi, hay để nó ở đâu đó rồi tạo tình huống cho Lê Lợi bắt được gươm? Các con hãy dừng màn hình đọc tiếp văn bản, xem mình dự đoán có đúng không nhé. Sau khi các con đã đọc xong văn bản, bây giờ cô và các con sẽ tóm tắt văn bản này trong vòng 8 đến 10 dòng nhé. Giặc Minh đô hộ, nghĩa quân Lam Sơn nổi dậy nhưng thất bại.
Long Quân quyết định cho mượn gươm thần. Lê Thận đi đánh cá, ba lần kéo lên bắt được gươm thần và mang về nhà. Lê Lợi đến nhà Lê Thận, lưỡi gươm phát sáng. Lê Lợi thua trận, chạy vào rừng bắt được chuôi gươm ở trên cây. Nhớ đến lưỡi gươm ở nhà Lê Thận, Lê Lợi mang chuôi gươm về tra vào nhau và vừa như in. Từ khi có gươm thần, nghĩa quân nhanh chóng quét sạch quân thù, đất nước thanh bình. Lê Lợi lên làm vua, Long Quân sai rùa vàng đòi lại gươm thần. Vua trả gươm trên hồ Tả Vọng. Từ đó, hồ Tả Vọng có tên là hồ Hoàn Kiếm, hay còn gọi là hồ Gươm. Như vậy, qua văn bản các con đã đọc và qua phần tóm tắt, thì văn bản này được kể theo ngôi thứ mấy? À, văn bản này được kể theo ngôi thứ ba. Ngôi thứ ba tức là người kể giấu mình đi, người kể gọi tên nhân vật bằng tên riêng của họ. Còn về phương thức biểu đạt của văn bản này, đó là phương thức tự sự, tức là kể diễn biến câu chuyện các con nhé. Các con thân mến, bây giờ cô cùng các con bước vào phần trải nghiệm cùng văn bản. Chúng ta sẽ tìm hiểu xem tại sao Lạc Long Quân lại cho Nghĩa Quân Lam Sơn mượn gươm thần. Lạc Long Quân cho Nghĩa Quân Lam Sơn mượn gươm thần trong hoàn cảnh nào? Như chúng ta đã biết, hoàn cảnh lúc bấy giờ đó là giặc Minh đô hộ, Nghĩa Quân Lam Sơn còn yếu và nhiều lần bị thua. Chính vì vậy mà Lạc Long Quân đã cho mượn gươm. Vậy thì trong câu chuyện, tác giả dân gian để cho Lê Thận tìm thấy lưỡi gươm ở một nơi và Lê Lợi tình cờ thấy chuôi gươm ở nơi khác. Thông qua cách mượn gươm như vậy, tác giả dân gian muốn nói lên điều gì? Chắc chắn một điều, muốn có gươm báu thì phải trải qua thử thách và kiên nhẫn. Ba lần Lê Thận kéo lưới thì mới lấy được lưỡi gươm. Còn Lê Lợi bị giặc đuổi và lấy được chuôi gươm ở trên rừng. Đây là những chi tiết kỳ ảo và hoang đường. Những chi tiết kỳ ảo hoang đường như thế này là đặc trưng của thể loại truyền thuyết. Vậy, ý nghĩa của gươm thần là như thế nào? Vì sao thanh gươm trong câu chuyện này được gọi là gươm thần? Chúng ta dựa vào các chi tiết sáng rực này, sáng lạ này, cho thấy thanh gươm này rất thần kỳ. Vậy thì, trên thanh gươm có hai chữ, đó là Thuận Thiên. Thuận Thiên có nghĩa là gì? À, Thuận Thiên có nghĩa là thanh gươm được minh chủ sử dụng vào việc lớn, dưới hợp lòng dân và trên thì thuận ý trời. Bây giờ, các con hãy so sánh cho cô thế lực của Nghĩa Quân trước và sau khi có gươm thần. À, cô gợi ý nhé, trước khi có gươm thần thì Nghĩa Quân còn non yếu này, trốn tránh, ăn uống khổ sở. Còn sau khi có gươm thần thì nhuệ khí tăng lên, xông xáo đi tìm giặc và chiếm được các kho lương của giặc. Các con thân mến, thanh gươm thần thể hiện cho sức mạnh của toàn dân tộc, là linh khí của đất trời, sự phù trợ của non sông và sự đoàn kết toàn dân đã tạo nên sức mạnh to lớn để chiến thắng quân thù. Sau khi đánh tan giặc Minh, chủ tướng Lê Lợi đã trả lại gươm thần cho Long Quân. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu hoàn cảnh Long Quân đòi gươm đánh giặc. Các con nghe cô hỏi, Long Quân lấy lại gươm vào thời gian địa điểm nào? À, cô gợi ý nhé. Hoàn cảnh đó là lúc đất nước nhân dân đã đánh đuổi được giặc Minh, Lê Lợi lên ngôi vua, nhà Lê rời đô về Thăng Long. Vậy thì sau khi đọc xong sự tích hồ gươm, có một số bạn cho rằng chuyện này chỉ đơn giản mượn chuyện Lê Lợi trả gươm thần để giải thích địa danh hồ gươm. Em có đồng ý hay không đồng ý với ý kiến đấy không? Vì sao? Theo cô, chuyện sự tích hồ gươm có hai ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất, giải thích địa danh hồ gươm hay còn gọi là hồ Hoàn Kiếm. Thứ hai, thể hiện chiến thắng của nhân dân ta trong cuộc chiến đấu vì chính nghĩa với giặc Minh xâm lược. Sau khi giặc đã bị dẹp tan, đất nước được thanh bình, lịch sử dân tộc bước sang một trang mới. Lúc này, nhà vua cần trị vì đất nước bằng luật pháp, đạo đức chứ không phải bằng vũ lực. Do vậy, gươm thần là thứ vũ khí không cần thiết trong giai đoạn mới.
Hành động trả gươm của vua cũng thể hiện khát vọng hòa bình của dân tộc ta. Chiến tranh đã kết thúc, thanh gươm được trả lại và cả dân tộc xây dựng đất nước trong hòa bình, yên ấm, hạnh phúc. Con người Việt Nam vốn là những con người hiền lành, chất phác, yêu lao động. Nhưng khi đất nước lâm nguy, những con người ấy sẵn sàng xả thân vì đất nước, rũ bùn, đứng dậy, sáng loà, đất nước thanh bình, chính những con người ấy súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa. Rõ ràng, tinh thần yêu hòa bình, quyết tâm chống xâm lăng, niềm kiêu hãnh về một đất nước nghìn năm văn hiến. Cô có một câu hỏi nhỏ cho các con. Vì sao khi mượn gươm thì ở Thanh Hóa, còn khi trả gươm lại ở Hồ Tả Vọng? Các con biết không, Thanh Hóa là nơi mở đầu của khởi nghĩa, Thăng Long là nơi kết thúc cuộc kháng chiến. Trà Kiếm ở Hồ Tả Vọng, thủ đô, trung tâm chính trị, văn hóa của cả nước là để mở ra một thời kỳ mới, thời kỳ hòa bình, lao động, xây dựng, thể hiện hết được tư tưởng yêu hòa bình và tinh thần cảnh giác của cả đất nước, của cả dân tộc. Nghĩa quân của Lê Lợi đại thắng, Lê Lợi lên ngôi vua, nhân dân ta được sống thanh bình yên vui. Một năm sau, nhân ngày trời trong gió mát, Lê Lợi cùng các quan đi thuyền dạo chơi trên hồ Tả Vọng. Khi thuyền nhà vua vừa đến giữa hồ, thì bỗng có một con rùa vàng rất to từ dưới nước nhô lên, hướng về phía thuyền nhà vua. Rùa vàng gật đầu 3 cái chào vua Lê rồi nói: Xin nhà vua trả lại gươm cho Long Quân. Thoạt nghe rùa vàng đòi gươm, Lê Lợi rất ngạc nhiên, nhưng sau nhớ lại thanh gươm mấy người lính đã dâng cho mình dạo nọ, Lê Lợi mới hiểu ra. Ông liền rút thanh gươm đeo bên mình ra khỏi vỏ. Thì lạ thay, thanh gươm rời khỏi tay nhà vua, bay vụt về phía rùa vàng. Nhanh như cắt, rùa vàng há miệng đớp lấy thanh gươm, gật đầu chào vua Lê rồi lặn xuống dưới nước. Từ đó, để tỏ lòng ghi nhớ công ơn của Long Quân đã cho mình mượn gươm thần giết giặc, Lê Lợi bèn đổi tên hồ Tả Vọng thành hồ Hoàn Kiếm. Hoàn Kiếm nghĩa là trả lại gươm, hồ này còn được gọi là hồ gươm. Các con thân mến, tiếp tục bài học hôm nay, cô và các con sẽ bước vào phần suy ngẫm và phản hồi. Ở phần này, cô có một số câu hỏi dành cho các con. Câu thứ nhất, hãy tìm cho cô trong văn bản Sự Tích Hồ Gươm một số từ ngữ cho thấy cách xưng hô trân trọng của các nhân vật đối với Lê Lợi. Ở câu hỏi này, cô gợi ý các con nhé. Một số từ ngữ như Lê Thần gọi Lê Lợi là Minh Công, Chủ Tướng, còn Rùa Vàng gọi Lê Lợi là Bệ Hạ. Ngoài ra, trong văn bản còn có một vài câu văn cho thấy bộc lộ tình cảm, cảm xúc của tác giả dân gian trong lời kể. Chẳng hạn như khi lo lắng, nghĩa quân gặp khó khăn, phấn khởi khi nghĩa quân ngày thêm một hùng mạnh. Bên cạnh đó, các con hãy cho cô biết câu chuyện có nội dung và ý nghĩa như thế nào. Nghệ thuật của chuyện có gì đặc sắc? Các con biết không, nội dung của câu chuyện này giải thích nguồn gốc tên gọi của Hoàn Kiếm, ca ngợi cuộc kháng chiến chính nghĩa chống giặc Minh do Lê Lợi lãnh đạo đã chiến thắng vẻ vang. Còn về ý nghĩa, truyền khẳng định ý nguyện đoàn kết, khát vọng hòa bình của dân tộc ta. Về nghệ thuật của văn bản này có những nghệ thuật đặc sắc như bố cục của truyện chặt chẽ, hấp dẫn, nhiều chi tiết tưởng tượng kỳ ảo. Bây giờ, chúng ta sẽ bước vào phần tổng kết và củng cố. Vậy, theo các em, Sự Tích Hồ Gươm thể hiện những đặc điểm nào của thể loại truyền thuyết? Về thể loại truyền thuyết, thì chúng ta cần phải nắm được các định nghĩa về nhận biết, được một số yếu tố của truyền thuyết, yếu tố kỳ ảo, yếu tố lịch sử. Thứ hai,
nhận biết được thái độ cảm xúc của tác giả dân gian thể hiện qua ngôn ngữ. Còn về cách đọc, cần phải nắm được tiến trình đọc hiểu một văn bản truyền thuyết. Khi đọc truyền thuyết, cần chú ý đến các yếu tố kỳ ảo và các yếu tố lịch sử, các con nhé. Các con thân mến, trước khi bước vào phần hoạt động luyện tập, chúng ta sẽ ghi lại toàn bộ phần bài học hôm nay. Các con lấy tập bài học ra và chúng ta ghi theo trình tự của bài học. Bài 1. Lắng nghe lịch sử nước mình, tiết 67, văn bản sự tích Hồ Gươm. Một lớn, tri thức ngữ văn. Tri thức đọc hiểu, khái niệm truyền thuyết, các con xem ở sách giáo khoa trang 17 và 18. Nhân vật, ở sách giáo khoa trang 23. Cốt truyện, sách giáo khoa trang 23. Phần thứ hai là trải nghiệm cùng văn bản sự tích Hồ Gươm. Về phương thức biểu đạt là tự sự. Các sự việc chính. Sự việc thứ nhất, Long Quân cho Nghĩa quân Lam Sơn mượn gươm thần. Về hoàn cảnh, Giặc Minh đô hộ, Nghĩa quân Lam Sơn còn yếu. Về ý nghĩa, gươm thần tượng trưng cho sức mạnh của toàn dân. Phần B là Long Quân đòi gươm đánh giặc. Về hoàn cảnh, đánh đuổi Giặc Minh xong, Lê Lợi lên ngôi, rời đô về Thăng Long. Về ý nghĩa, giải thích tên gọi Hồ Hoàn Kiếm, phản ánh tư tưởng yêu hòa bình của nhân dân ta. 3 là về nghệ thuật, có yếu tố tưởng tượng kỳ ảo. Còn phần tổng kết và củng cố thì ý nghĩa của câu chuyện là thể hiện ý nguyện đoàn kết, khát vọng hòa bình của dân tộc ta. Bây giờ chúng ta bước sang một hoạt động cuối cùng trong bài học hôm nay, đó là hoạt động luyện tập và vận dụng mở rộng. Các con sẽ làm 2 bài tập. Bài tập thứ nhất, các con sẽ trả lời nhanh các câu hỏi trắc nghiệm sau. Câu số 1. Trong truyền thuyết sự tích Hồ Gươm, Đức Long Quân quyết định cho Nghĩa quân mượn vật gì? A. Thanh gươm thần. B. Chiếc nỏ thần. C. Bản đồ chỉ dẫn vào doanh trại quân giặc. D. Lá cờ thêu 6 chữ vàng. Câu số 2. Chi tiết Lê Lợi được trao gươm báu trong truyện sự tích Hồ Gươm thể hiện. A. Lê Lợi là người nhà trời, được cử xuống giúp dân đánh giặc. B. Tính chất chính nghĩa, hợp lòng dân, ý trời của cuộc khởi nghĩa. C. Niềm tin vững chắc của nhân dân ta đối với sự thắng lợi của cuộc khởi nghĩa. D. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn được sự giúp đỡ phù trợ của thần thánh. Còn ở bài tập số 2, các con sẽ viết cho cô một đoạn văn 5 đến 7 câu, trình bày cảm nghĩ của em sau khi học xong văn bản sự tích Hồ Gươm. Cả hai bài tập này, các con nhớ làm vào vở bài tập để sau khi trở lại trường đi học, thầy cô sẽ kiểm tra và chấm điểm cho các con. Các con thân mến, bài học hôm nay của chúng ta đến đây đã kết thúc. Cô chúc các con luôn chăm ngoan và có nhiều sức khỏe để học tập tốt nhé. Hẹn gặp lại các con vào tiết học hôm sau. Cô chào các con.